Thông tin 3 thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Madeira và y sĩ Đào Trọng Trí thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Pleiku vào chiều ngày 12 tháng 8 là cú sốc lớn với bóng đá Việt Nam. Ngay sau khi nhận tin dữ về tai nạn của các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã lập tức gửi lời chia buồn tới đội bóng phố núi. Sáng ngày 13 tháng 8, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc thương của mình với riêng huấn luyện viên Dương Minh Ninh, người trợ lý cũ của ông ở đội tuyển Việt Nam trước đây. Ông Park viết, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi sau khi nghe chuyện huấn luyện viên Dương Minh Ninh qua đời vào ngày hôm qua. Sự ra đi của cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn. Không chỉ ông Park, giới bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc. Bên cạnh đó, dự kiến sáng ngày 14 tháng 8, gia đình của tiền đạo Paulo Marira sẽ làm việc với lãnh sự quán Brazil để làm thủ tục đưa thi thể anh về nước. Mẹ của Paulo Marira cũng đang làm thủ tục để có thể kịp sang Việt Nam đưa con trở về quê hương. Hơn 22 giờ tối ngày 12 tháng 8, xe cứu thương đưa Đào Trọng Trí sinh năm 1992 về đến nhà ở thị xã An Khê, cách Pleiku khoảng 85 km khác với những lần về thăm nhà trước đây. Lần này, anh về trong tiếng khóc tiếc thương của gia đình, hàng xóm và bạn bè. Trong khi các bạn đồng trang lứa đã lập gia đình, có con nhỏ, thì Trí chỉ, chỉ mới có bạn gái, chưa hẹn ước ngay cả hai cùng về chung một nhà. 14 giờ chiều ngày 14 tháng 8, y sĩ Đào Trọng Trí sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang quê nhà.